Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của Daisy. Liệu rằng anh em có biết cuối cùng Phong Lôi Các bị Tiêu Viêm tiêu diệt như thế nào hay không? Tại Trung Châu của Đấu Khí Đại Lục, Phong Lôi Các từng là một thế lực lừng lẫy, có cường giả đấu tôn tọa chấn, với thực lực tổng thể đứng đầu ở trong tứ phương các. Tuy nhiên, một thế lực mạnh mẽ như vậy cuối cùng lại đi đến kết cục diệt vong. Mối thù giữa Phong Lôi Các và Tiêu Viêm bắt nguồn từ một buổi đấu giá ở Hắc Sắc Vực, nơi mà Tiêu Viêm đã mua được Tam Thiên Lôi Động, một đấu kỹ thần pháp cấp địa. Tuy nhiên, người của Phong Lôi Bắc Các lại hiểu lầm Tiêu Viêm là kẻ đã lẻn vào trộm Tam Thiên Lôi Động, bảo vật trấn các của họ. Vì vậy, họ quyết tâm truy cứu trách nhiệm. Ban đầu, các chủ Phong Lôi Các là Lôi Tôn Giả không đặt Tiêu Viêm vào mắt, vì khi đó Tiêu Viêm mới chỉ là đấu hoàng. Lôi Tôn Giả tin rằng với thực lực của Bắc Các có thể dễ dàng tiêu diệt Tiêu Viêm. Thế nhưng ông không ngờ rằng tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm cực kỳ đáng kinh ngạc, chỉ trong vài tháng đã đột phá lên đấu tông. Sau đó, Tiêu Viêm giành ngôi vị quán quân trong cuộc thi dành cho thế hệ trẻ của tứ phương các tổ chức tại Trung Châu. Cuộc thi này cho thấy thứ tự xếp hạng thực lực của tứ phương các. Phong Lôi Các mạnh nhất, tiếp theo là Tinh Vân Các, Vạn Kiếm Các và Hoàng Tuyền Các. Vốn dĩ thực lực của Phong Lôi Các không hơn gì Tinh Vân Các, thế nhưng do sự biến mất của Dược Lão khiến thực lực của Tinh Vân Các giảm sút đáng kể. Trước khi biến mất, Dược Lão có thực lực là cửu truyền đấu tôn đỉnh phong, khiến Phong Lôi Các không thể nào so bì. Cuộc đấu định kỳ giữa các chủ cũng cho thấy điều này, khi mà Lôi Tôn Giả đại diện cho Phong Lôi Các, còn Phong Tôn Giả thì đại diện cho Tinh Vân Các. Mặc dù thực lực của Lôi Tôn Giả kém hơn Phong Tôn Giả, thế nhưng mà Tinh Vân Các vẫn xếp hạng thứ hai. Ngoài ra, Lôi Tôn Giả của Phong Lôi Các còn thu nhận một nữ đệ tử có xuất thân mạnh mẽ chính là Phượng Thanh Nhi, người có thiên phú mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Thiên Yêu Hoàng tộc, một trong ba bá chủ của tộc Ma Thú. Điều này giúp Phong Lôi Các kết giao với Thiên Yêu Hoàng tộc. Tuy nhiên, Thiên Yêu Hoàng tộc lại đụng đến Tiêu Viêm, người mang hào quang của nhân vật chính. Mặc dù lúc đầu Tiêu Viêm vì chưa đủ sức mạnh mà phải tránh né các cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc, thế nhưng tốc độ trưởng thành của anh lại rất nhanh. Sau khi Tiêu Viêm đánh bại Phượng Thanh Nhi, đáng nhẽ mọi ân oán giữa Tiêu Viêm và Phong Lôi Các đã xác định là phải kết thúc. Tuy nhiên, dù ngoài mặt thừa nhận, thế nhưng Lôi Tuân Giả đã ghi nhớ Tiêu Viêm, kẻ đã làm mất mặt Phong Lôi Các. Ông ta không thể ra tay công khai, nên tìm đủ mọi cách đối phó với Tiêu Viêm. Khi mà di tích cổ xuất hiện, Phong Lôi Các muốn chiếm cứ Tinh Vân Các, không thương lượng mà chiếm luôn. Trong mắt của ông ta, Tinh Vân Các chỉ có Phong Tôn Giả là một đấu tôn, còn ông ta có sự hậu thuẫn của Thiên Yêu Hoàng tộc và ba đấu tôn, Tinh Vân Các không có tư cách lên tiếng. Khi mà Lôi Tôn Giả gặp lại Tiêu Viêm, ông ta ngay lập tức nhận ra diện mạo của Tiêu Viêm đã cố tình thay đổi và cũng phát hiện ra Tiêu Viêm đã che giấu hơi thở của mình. Thế nhưng điều khiến ông ngạc nhiên nhất là với thực lực đấu tôn, ông lại không thể nào nhìn ra được sức mạnh của một tiểu bối như Tiêu Viêm. Thế nhưng lúc đó, khi mà chưa biết Tiêu Viêm là ai, Lôi Tôn Giả vẫn duy trì phong thái của một cao thủ đấu tôn, không dễ dàng làm khó Tiêu Viêm. Thế nhưng sau khi Tiêu Viêm lộ diện, nụ cười trêu tức trên mặt của Lôi Tôn Giả đã biến mất. Ông ta không biểu lộ cảm xúc gì cả, dù rất là tức giận. Thế nhưng với tư cách là một người có địa vị và sức mạnh vượt trội, ông khinh thường ra tay đối phó với Tiêu Viêm, bởi vì dù về danh tiếng hay là thực lực, Tiêu Viêm đều không thể nào sánh được với ông. Đối với Lôi Tôn Giả, Tiêu Viêm chẳng qua chỉ là một kẻ nhã nhép. Khi mà Tiêu Viêm và Phong Tôn Giả kết thân, ông đã lần đầu tiên cảm thấy tình hình ngoài tầm kiểm soát. Người này có thể đối mặt với Phong Tôn Giả mà cảm thấy khó khăn, và Lôi Tôn Giả cũng không ngoại lệ. Cuối cùng thì ông đành phải nhượng bộ. Sau trận đấu giữa Phượng Thanh Nhi và Tiêu Viêm, ân oán giữa hai bên được coi là kết thúc. Mặc dù gia trưởng Phong Tôn Giả, thế nhưng ông vẫn không muốn dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Viêm. Ông âm thầm chỉ thị Phượng Thanh Nhi ra tay quyết liệt với Tiêu Viêm và tự tin theo dõi cuộc thi đấu giữa hai người. Thế nhưng ông không ngờ rằng Tiêu Viêm nhờ vào Phật Nộ Hỏa Liên khủng khiếp đã dễ dàng đánh bại Phượng Thanh Nhi, người được coi là thiên tài số 1 của Bắc Vực. Lôi Tôn Giả không chỉ không thể nào ra tay với Tiêu Viêm, mà còn phải để Tiêu Viêm dùng danh tiếng của Phượng Thanh Nhi mà thăng tiến. Điều này khiến ông mất cả danh tiếng lẫn uy tín. Dù trong lòng đầy giận dữ, ông cũng không thể nào tự phá hủy lời hứa của mình trước mặt mọi người, chỉ đành cứng rắn thừa nhận ân oán đã được giải quyết. Thế nhưng dù bề ngoài thừa nhận, Lôi Tôn Giả đã ghi nhớ Tiêu Viêm, người đã bôi nhọ danh tiếng của Phong Lôi Các. Không thể ra tay công khai, ông ta đã âm thầm tìm cách đối phó với Tiêu Viêm. Khi mà di tích cổ xuất hiện, Phong Lôi Các đã nghĩ tới việc chiếm đoạt trại của Tinh Vân Các, không thèm bàn bạc mà trực tiếp chiếm lĩnh. Trong mắt của ông ta, Tinh Vân Các chỉ có một Phong Tôn Giả là đấu tôn, còn ông có sự hậu thuẫn của Thiên Yêu Hoàng tộc và có thể điều động ra ba đấu tôn. Vậy Tinh Vân Các làm sao có thể đối đầu với ông ta? Thế nhưng đang vui vẻ tiếp đãi khách, Tiêu Viêm đã bất ngờ xuất hiện và dễ dàng đánh bại Phí Thiên. Nhìn Tiêu Viêm tràn đầy khí thế, sắc mặt của Lôi Tôn Giả lập tức tái xanh. Sau 3 năm, Tiêu Viêm đã đột phá lên đấu tôn, khí thế khủng khiếp khiến ông ta phải e dè. Thế nhưng ông ta là các chủ của Phong Lôi Các, một thế lực lớn ở Trung Châu, giờ lại bị một tiểu bối đến tận cửa khiêu khích. Nếu chuyện này cứ để yên, Phong Lôi Các sau này còn làm sao đứng vững ở Trung Châu? Dựa vào uy thế tích tụ lâu nay của Phong Lôi Các và sự ủng hộ của các đấu tôn bạn bè, Lôi Tôn Giả không nhượng bộ, lớn tiếng trách mắng hành vi vô lý của Tiêu Viêm. Thế nhưng lý lẽ không đứng về phía Phong Lôi Các mà là Tinh Vân Các. Tiêu Viêm không khách khí với Lôi Tôn Giả chuẩn bị ra tay. Thế nhưng mà khách mời của Lôi Tôn Giả cũng không phải là người bình thường. Họ muốn giúp Lôi Tôn Giả can thiệp. Hơi thở của ba đấu tôn như núi Thái
Thái Sơn áp chế lên nhóm của Tiêu Viêm. Thế nhưng ai ngờ sau lưng của Tiêu Viêm bất ngờ xuất hiện Thiên Hỏa Tôn Giả và Tiểu Uy Tiên. Khí thế của bốn đấu tôn phía Lôi Tôn Giả đã bị áp chế, khách mời của Lôi Tôn Giả ngay lập tức giữ khoảng cách. Sắc mặt của Lôi Tôn Giả trở nên rất là khó coi, dù trong lòng tràn đầy giận dữ và nhục nhã. Thế nhưng Lôi Tôn Giả cũng hiểu rõ tình hình hiện tại, với thế lực hiện giờ của Tiêu Viêm, việc đẩy ông xuống cũng rất là dễ dàng. Lôi Tôn Giả chỉ đành nén giận, âm thầm thì thầm lời báo thù, giờ đi như là một kẻ thua cuộc. Đối mặt với Tiêu Viêm mạnh mẽ, Lôi Tôn Giả chỉ có thể nhịn nhục. Trong chuyến đi đến di tích cổ sau này, Lôi Tôn Giả và nhóm của Tiêu Viêm lại xảy ra xung đột. Dù có sự trợ giúp của tộc Thiên Yêu Hoàng, Lôi Tôn Giả vẫn không chiếm được ưu thế, bị nhóm Tiêu Viêm đè bẹp. Tất cả kiêu ngạo và tự tôn bị trà đạp không thương tiếc. Sau khi nhận được tin Sực Lão hồi sinh và thăng cấp lên bán thánh, cân bằng của tứ phương các bị phá vỡ hoàn toàn. Để chút giận, Lôi Tôn Giả dẫn phòng lùi các gia nhập Minh Hà Minh, điên cuồng tấn công Tinh Vân Các, khiến cho 28 cao thủ của Tinh Vân Các phải bỏ mạng dưới tay của Lôi Tôn Giả. Những trận huyết chiến này Tiêu Viêm đều ghi nhớ trong lòng. Khi mà Tiêu Viêm thăng cấp lên đấu thánh, chính là ngày tính sổ. Tiêu Viêm một lần nữa đến Lôi Sơn, trực tiếp đốt cháy núi trụ sở phòng lùi các, rơi vào biển lửa hỗn loạn. Nhìn ngọn núi lửa hỗn loạn cực độ, Lôi Tôn Giả cũng bất lực, ông nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt đầy căm hận, sự nghiệp một đời bị hủy hoại như thế. Khi mà Tiêu Viêm tiến cấp lên đấu thánh, ngày thanh toán cũng đã đến. Tiêu Viêm một lần nữa tới Lôi Sơn đốt cháy toàn bộ, khiến trụ sở phòng lôi các rơi vào biển lửa. Nhìn ngọn núi hỗn loạn, Lôi Tôn Giả vô lực, ánh mắt đầy căm hận nhìn Tiêu Viêm, mọi nỗ lực cả đời của ông ta bị phá hủy hoàn toàn. Trong quá trình trưởng thành của Tiêu Viêm, mâu thuẫn giữa anh và phòng lôi các ngày càng leo thang. Bắc các chủ của phòng lôi các Phí Thiên đã nhiều lần truy sát Tiêu Viêm. Trong quá trình truy sát, Tiêu Viêm tình cờ hiểu được phương pháp tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, khiến phòng lôi các càng coi anh là cái gai trong mắt. Sau này trong thời gian Tiêu Viêm bế quan, Thiên Minh Tông Hồn Điện và phòng lôi các cùng liên minh Thánh Minh Hà Minh tấn công Tinh Vân Các. Mặc dù Tinh Vân Các có Sực Lão, Tiểu Uy Tiên, Thanh Lân tọa trấn, thế nhưng vẫn gặp khó khăn trước các cường giả cao cấp của Hồn Điện. Lôi Tôn Giả thậm chí đã giết chết hơn 20 trưởng lão của Tinh Vân Các. Đúng lúc then chốt thì Tiêu Viêm phá quan mà ra, thành công đẩy lùi kẻ địch. Sau đó Tiêu Viêm dẫn theo người của Tinh Vân Các bắt đầu phản công. Anh ta tiêu diệt Thiên Minh Tông trước, sau đó tìm đến phòng lôi các. Lúc này Tiêu Viêm đã đạt đến nhất tình đấu thánh, vượt xa so với trước kia. Lôi Tôn Giả thấy tình hình không ổn, dùng Tam Thiên Lôi Động để chạy trốn, thế nhưng bị Tiêu Viêm nghiền nát chỉ bằng một tay. Các chủ của một các như vậy đã chết trong tay của Tiêu Viêm. Phong Lôi Các mất đi các chủ, lực lượng mạnh nhất của mình không còn sức chống đỡ và cuối cùng bị Tiêu Viêm tiêu diệt, hoàn toàn biến mất khỏi đại lục. Từ một thế lực lừng lẫy, Phong Lôi Các đã rơi vào cảnh bi thảm chỉ vì kết thù với Tiêu Viêm. Sau khi Phong Lôi Các bị diệt, để duy trì sự cân bằng quyền lực ở Trung Châu, Tiêu Viêm đã giúp đỡ Hàn gia của Hàn Tuyết, khiến họ trở thành bá chủ mới của Bắc Vực. Với sự ủng hộ của Tiêu Viêm, Hàn gia dần phát triển mạnh mẽ thay thế vị trí của Phong Lôi Các. Như vậy, Phong Lôi Các từng huy hoàng đã trở thành lịch sử, trong khi tên tuổi của Tiêu Viêm ngày càng nổi bật ở trên đại lục đấu khí. Sức mạnh và uy danh của anh khiến nhiều người kiêng dè và những thế lực từng đối địch với anh ta đã phải nếm trái đắng. Điều này một lần nữa chứng minh rằng trong đấu khí đại lục, kẻ mạnh là kẻ đứng trên tất cả. Vậy là nội dung của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, bấm nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.